chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Quê Hương Vlog. Mình tên là Ngọc. Dân bà chợ nè. Dạ. 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 Cô cảm ơn á cô. Dạ, cảm ơn. Cái ai vậy nhỉ? Không có biết mình xin được không chứ? Nắng hạn kéo dài, người dân thiếu nước uống, được sự giúp đỡ từ tuyến trên, người dân ra nhận nước mang về. Nước ở đây này, ở đâu đem về với cô? Ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cái này là từ bà con vận động nhau cũng như là trong nhóm mà vận động của bà con quyên góp tại huyện Kế Sách đó, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tổng số xe Sóc Trăng rồi thuê xe chở về đây. Vậy đó hả? Cũng thuê xe, xe tải của Sóc Trăng chở về đây, vô hãng mua là người dân người dân quyên góp, quyên góp của các mạnh thường quân ở chợ á. Dạ. Rồi đem đi phát đi vô đây. Quá giờ 4 giờ sáng tới giờ đó nha. Không, cái này của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Em gái từ đâu chưa vô lại thôi. Cái này là quyên góp đi hồi 4 giờ sáng tới giờ đó. Rồi chiếc xe nhà cũng có nó đi gồm 4 chiếc. Dạ. Xe nhà cũng có, xe xe cũng có nữa. Bấm đăng ký theo dõi, like và chia sẻ cho mình nhé. Dính lại chỗ cái gì đó đây, rất là ấy giỏi, ra công được tiền luôn. Cái này là mạnh thường quân đó chứ, gì chứ sợ chảnh luôn á vậy. Ở trên đó người của Cái Sách đó, người của huyện Cái Sách. Dạ. Cái Sách thị trấn Cái Sách, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cái chở mình cho bạn là vừa luôn.
tài trợ nước này tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Dạ, rất cảm ơn. Dạ, thế tội nghiệp. Dạ. 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 Nhà có nhỏ bệnh á, đi không được đó, nết không à. Thì ai? Ờ. Nhà cô ạ? À? Ờ. Chỉ là mấy ấy nước này về cho nó uống không mà. Dạ. Ba phiếu là ba lắm à.
cũng thiếu nước tại vì hạn nè, nước tôi cũng khó khăn quá. Không đủ nước xài. Không đủ nước xài là nước uống. Dạ. Dạ. Quá trời bà con cảm ơn như vậy luôn. Anh thiếu nước đó hả cô? Dạ. Ăn nước về đó ha. Dạ. Mừng quá hả cô? Dạ. Mùa nắng nóng quá, quê hương mình bà con thiếu nước xài, bà con ra nhận nước trên về. Một miếng nước này dân cũng mừng lắm. Dạ. Dân cũng mừng lắm. Này dẫn chuyển đi đâu đấy anh? Này dẫn chuyển nước xuống xuồng về hả chứ? Tại vì không có xe. Không có xe rồi đi xuồng ha. Dạ, ông già không có xe. À, dạ. Thì có Giang ổng về. Chổng thiếu nước dữ lắm hay chết. Nói chung cái người ta khá thì ta có máy nước lọc uống được. Còn mình không có thì mình phải chịu. Dạ. Đổ, ví dụ không có tiền đổ nữa. Dạ, thôi nghiệp con. Cảm ơn. Xã nghèo thì còn dân nghèo nhiều lắm. Dạ. Rồi dì em xin từ giá hả chị? Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Về khỏe hả chú? Dạ. Quá trời nắng quá rồi. Bên đó là mấy anh mấy chú đó là vận chuyển nước kê về nhà đó. Hai cũng mừng rỡ hết. Giờ trở về đó hả cưng? Không có đồ định nịch chở được không?
hơn bà con ở vùng trên. Cái dặn chỉ nước về. Mày xin thùng thiệt. Mày lái tàu là chạy cho ông mà không có xin cho mình thùng nào hết. Còn lấy nước cho dễ hết trơn rồi đó. Cả nhà nhớ bấm đăng ký theo dõi, like và chia sẻ cho mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.